lên sóng từ ngày 2 tháng 2 năm 2024, bộ phim Giữa Cơn Bão Tuyết cho thấy khả năng càn quét màn ảnh nhỏ của mình. Khi liên tục xuất hiện trong các đề tài thảo luận của cộng đồng mạng và giữ vững thành tích top đầu nhiều ngày liền. Nhờ dàn diễn viên đẹp như hoa, diễn xuất tình cảm và nội dung phim ngọt ngào, bộ phim nhận về nhiều lời khen không ngớt từ mọt phim ngôn tình. Ngoài nhan sắc được đánh giá rất cao của nam nữ chính Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch, thì diện mạo nổi bật hệt như người mẫu của dàn nam phụ như Vương Tinh Việt, Trần Tĩnh Khả, Đồng Tử Phàm cũng khiến nhiều chị em mê như điếu đổ. Gọi Giữa Cơn Bão Tuyết là một vườn hoa không có gì quá đáng vì dàn diễn viên từ chính tới phụ đều nhuận sắc. Dàn cơ thủ này có thể biến phim trường thành sàn catwalk bất cứ lúc nào vì không chỉ điển trai mà tất cả những anh chàng này còn thuộc phái toàn chân, đều cao trên 1m8 trở lên. Ngô Lỗi nam chính Lâm Diệc Dương. Ngô Lỗi gieo thương nhớ với khán giả khi vào vai một Lâm Diệc Dương cờ xanh nhưng lại mang dáng hình của một anh chàng cờ đỏ di động. Lâm Diệc Dương là một chàng trai chân thành và tinh tế, tuy có chút ngông nghênh nhưng cũng rất biết chừng mực. Anh chàng là một cơ thủ thiên tài nhưng vì bồng bột thở thiếu niên mà lỡ dở tương lai. May mắn thay anh chàng đã gặp được ân quả, Triệu Kim Mạch, người đã cho anh động lực để trở lại bàn đấu, cũng kịp có cơ hội để gặp lại và ăn bữa cơm cuối cùng với người thầy kính yêu của anh. Đảm nhận vai chính Lâm Diệc Dương trong phim nên duyên cùng Triệu Kim Mạch. Đảm nhận vai chính Lâm Diệc Dương trong phim nên duyên cùng Triệu Kim Mạch. Em trai quốc dân Ngô Lỗi tiếp tục chứng minh khả năng diễn xuất dày dặn kinh nghiệm của mình. Xuất thân là diễn viên nhí, đảm nhận nhiều kiểu vai khác nhau trong nhiều đề tài khác nhau. Từ vai học sinh nhiệt huyết sốc nổi cho đến điềm đạm, trưởng thành, từ tướng quân trẻ oai phong lẫm liệt đến vận động viên cầu lông, quần vợt và nay là thiên tài cơ thủ bia. Mỗi nhân vật qua sự thể hiện của Ngô Lỗi đều để lại ấn tượng khác biệt và sâu sắc trong lòng khán giả. Ngoài diễn xuất hay, Ngô Lỗi còn sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, đúng chuẩn con nhà người ta. Năm 2018, anh thi đỗ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với tổng số điểm văn hóa là 456 trong kỳ thi tuyển sinh đại học và đứng phần thi biểu diễn diễn xuất, đồng thời cũng là thủ khoa của Bắc ảnh năm 2018. Vương Tinh Việt vai Mạnh Hiểu Đông. Chiếc nam phụ khiến hội chị em mê như điếu đổ chẳng kém gì nam chính Lâm Diệc Dương của Giữa Cơn Bão Tuyết. Gọi tên anh trai nhà người ta Mạnh Hiểu Đông, Vương Tinh Việt, anh họ của nữ chính Ân Quả, Triệu Kim Mạch. Vương Tinh Việt tiếp tục gây bất ngờ với nét diễn chững chạc và trưởng thành dù tuổi thật thuộc nhóm em út trong đoàn phim. Đây cũng là vai nam phụ hiếm hoi mà anh không đi giành nữ chính với nam chính. Không chỉ vậy, anh chàng còn có tuyến tình cảm riêng với người con gái có thể trị được chiếc mỏ hỗn của Mạnh Hiểu Đông. Nhân vật Mạnh Hiểu Đông của Vương Tinh Việt được đánh giá là có phong thái rất đỗi đỉnh đạc, điềm đạm, tính cách trầm tĩnh, nghiêm khắc và đầy nguyên tắc đúng dáng vẻ của một người đứng đầu. Vì rùa nam tính, khí chất cuốn hút, cùng với chiều cao 1m84 với hình thể có phần mảnh mai nhưng bóng lưng cao gầy, thẳng tắp của anh lại khiến khán giả không ngừng suýt xoa và si mê. Diễn xuất của Vương Tinh Việt trong Giữa Cơn Bão Tuyết cũng được khán giả đánh giá cao. Mặc dù tuổi đời non trẻ nhưng Vương Tinh Việt vẫn có thể cân đẹp những nhân vật có nội tâm phức tạp, thâm trầm và chất chứa nhiều tâm sự như nhân vật Mạnh Hiểu Đông. Sinh năm 2002, dù là người nhỏ tuổi nhất trong dàn diễn viên nam nhưng Vương Tinh Việt vẫn hóa thân vào vai phụ huynh một cách mượt mà, không chút gượng gạo hay tạo cảm giác lấn cấn. Trước đó không lâu, nam diễn viên Gen Z đã tạo nên nhiều ấn tượng sâu sắc với khán giả trong Châu Sinh Như Cố, Vi Hữu Ám Hương Lai, Ninh An Như Mộng. Tương tự như đàn anh Ngô Lỗi, Vương Tinh Việt cũng là một trong những học bá nổi trội của Cbiz, nam diễn viên được tuyển thẳng vào Học viện Hí kịch Trung ương khi chỉ mới 15 tuổi. Vương Tinh Việt được kỳ vọng là lứa nam thần thế hệ mới tài sắc vẹn toàn của làng phim ảnh hoa ngữ trong tương lai. Trần Tĩnh Khả vai Giang Dương. Bắc Thành có Vương Tinh Việt thì bậc trưởng lão của Đông Tân Thành có Giang Dương do Trần Tĩnh Khả thủ vai. Mặc dù chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong những cảnh quay ngắn ngủi, nhưng nhân vật Giang Dương của Trần Tĩnh Khả vẫn đủ sức gây thương nhớ đối với các mọt phim ngôn tình. Dù diện mạo của Giang Dương vừa lạ vừa quen, nhưng nhiều người xem đã nhanh chóng nhận ra Trần Tĩnh Khả chính là nam chính trong phim ngắn Ẩn Cư Tiên Sinh Yêu Dấu. Với tạo hình đầu đinh nhưng vẫn điển trai, làm điên đảo chúng sinh cách đây không lâu. Ngoài ra, vai diễn học trưởng Trương Tiểu Ngạn trong phim Yên Hỏa Nhân Gia của Trần Tĩnh Khả cũng được chú ý trong thời gian gần đây. Trần Tĩnh Khả sinh ngày 11 tháng 3 năm 1997 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Gây ấn tượng với chiều cao 1m86, vẻ ngoài toát lên phong vị của người đàn ông trưởng thành đáng tin cậy, Giang Dương chỉ cần đứng yên đó, mỉm cười tủm tỉm cũng đủ khiến vô số chị em phải xao xuyến. Từ nhỏ, Trần Tĩnh Khả cũng như những đứa trẻ khác rất thích mơ mộng, anh chàng còn tự ảo tưởng mình là mộ hiệp khách hồi thời học sinh tiểu học. Năm 2015, khi Trần Tĩnh Khả 18 tuổi, anh chàng có cơ hội tham gia vào khóa đào tạo khép kín tại Hollywood, bao gồm các khóa học về diễn xuất, diễn thoại, thể lực, võ thuật, kiếm đạo cơ bản, nhào lộn có vũ trang và chiến đấu. Trần Tĩnh Khả hứa hẹn sẽ là một nam diễn viên toàn năng đầy tiềm năng của Cbiz trong thời gian sắp tới.
Đồng Tử Phàm vai Ngô Ngụy. Một gương mặt còn mới khác nữa của màn ảnh Hoa ngữ chính là Đồng Tử Phàm. Anh chàng sinh ngày 31 tháng 7 năm 1999, sở hữu chiều cao 1m82, Đồng Tử Phàm bắt đầu tham gia đóng phim từ năm 2021. Trong phim Giữa Cơn Bão Tuyết, Đồng Tử Phàm vào vai Ngô Ngụy, người bạn, đồng đội thân thiết của Lâm Diệc Dương, luôn sẵn sàng làm mọi yêu cầu của người anh em chí cốt, mặc dù đôi lúc cũng đòi hỏi kèm theo điều kiện. Gương mặt của Đồng Tử Phàm có nét sán lạn của một chàng trai trẻ nhiệt huyết, mang theo cảm xúc của một người bạn thân chí cốt, quan tâm, thấu hiểu và hết lòng vì bạn bè. Bất kể lúc nào Lâm Diệc Dương cần, Ngô Ngụy đều sẽ xuất hiện ngay lập tức. Uông Nhuận Trạch vai Lý Thanh Nghiêm. Từng hợp tác với Triệu Kim Mạch trong bộ phim Tình Đầu Ngây Ngô, Uông Nhuận Trạch có thể nói là một gương mặt tương đối quen thuộc với khán giả. Anh từng tham gia một số bộ phim thanh xuân vườn trường như Tôi Độc Thân Nhờ Thực Lực, Vườn Sao Băng 2018, Đừng Quấy Rầy Tôi Học Tập. Đa số các vai diễn của Uông Nhuận Trạch đều là vai nam phụ si tình, yêu nhưng không có được trái tim người mình yêu. Mặc dù có thể anh là người đến trước, có điều kiện tốt hơn nhưng sau cùng vẫn không thể thắng nổi hào quang của nhân vật nam chính. Hàn Đông Lâm vai Trần An An. Nổi bật trong số các gương mặt nam phụ không thể bỏ qua vai rùa của Hàn Đông Lâm, anh chàng thủ vai Trần An An trong phim. Hàn Đông Lâm sinh ngày 14 tháng 8 năm 1998, với chiều cao 1m84 cùng một gương mặt rất ưa nhìn, thuộc kiểu vừa thân thiện vừa xa cách. Giống với Đồng Tử Phàm, Hàn Đông Lâm là gương mặt còn mới của màn ảnh Hoa ngữ. Nam diễn viên chỉ mới xuất hiện trong một vài bộ phim trước đó như Cảm ơn Bác sĩ, Định luật 80, 20 của tình yêu. Vương Giai Tuyển vai Mạnh Hiểu Thiên. Xuất hiện ngay từ đầu phim, vào vai Mạnh Hiểu Thiên, em trai ruột của Mạnh Hiểu Đông và cũng là em họ của nữ chính Ân Quả, Vương Giai Tuyển cũng nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Sự tương phản giữa hình tượng nhân vật Hiểu Thiên với Ân Quả bằng tuổi và anh trai đã tạo nên nhiều điều thú vị cho người xem. Mạnh Hiểu Thiên tượng trưng cho hình mẫu em trai tỏa nắng, ngoan ngoãn, vô lo vô nghĩ nhưng lại rất biết để ý đến mọi người xung quanh. Vương Giai Tuyển sinh ngày 17 tháng 7 năm 2001, anh chàng cao 1m83. Mặc dù tuổi đời còn nhỏ nhưng anh chàng đã tham gia nhiều dự án lớn như Trường Nguyệt Tẫn Minh, vai Tàng Phong, Trường Tương Tư, vai Ngân, Nhất Niệm Quan Sơn, vai Chu Ân, Cẩm Tú An Ninh, vai Tiền Chiêu. Khổng Nhiễm vai Phạm Văn Thông. Khổng Nhiễm sinh ngày 4 tháng 11 năm 2000, anh chàng cao 1m80, là gương mặt mới của màn ảnh Hoa ngữ và chỉ tham gia diễn xuất thời gian gần đây. Anh chàng từng đảm nhận vai Bì Thiếu Kiệt trong phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi và phim Ngày Tháng Theo Đuổi Ánh Sáng vai Lưu Thương Thương. Vào vai Phạm Văn Thông, một trong các thành viên của câu lạc bộ Bia Đông Tân Thành. Tuy không có nhiều đất diễn nhưng thần thái, cách nói chuyện của anh chàng vẫn đủ sức gây thương nhớ. Mong rằng trong tương lai khán giả sẽ được nhìn thấy nhiều vai diễn ấn tượng hơn của Khổng Nhiễm. Trên đây là dàn nam thần sở hữu diện mạo ấn tượng của bộ phim Giữa Cơn Bão Tuyết. Sau dấu ấn lần này, hy vọng các chàng trai trẻ tài năng sẽ tiến xa hơn và mang đến nhiều vai diễn đặc sắc, đáng xem cho người hâm mộ. Đâu là chàng trai mà bạn yêu thích nhất trong bộ phim Giữa Cơn Bão Tuyết? Hãy chia sẻ với chúng mình dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!